Xin chào, bạn có từng ước mơ trở thành một người nổi tiếng hay đơn giản là một người thành công trong lĩnh vực của mình nhưng bạn lại dang dở hay đang trăn trở có nên tiếp tục hay không chỉ vì một vài câu đánh giá của người ngoài? Bạn không có hình thức, bạn không phù hợp hay bạn khó mà nổi tiếng được? Thế thì một câu chuyện sau đây có thể sẽ đưa đến cho bạn câu trả lời phù hợp nhất nhé. Hồi đó, tớ cũng tự nhận thức là mình không được xinh xắn ưa nhìn cho lắm, nhưng bị người ngoài chê thẳng thừng như vậy, tớ cũng buồn lắm chứ. Đến giờ, tớ vẫn còn nhớ như in câu cô giáo nói qua lời kể của mẹ. Con bé này không có hình thức, không nên theo nghệ thuật, vì có theo cũng không nổi tiếng được đâu. Vâng, đó là một câu chuyện về một nữ tác giả vô cùng nổi tiếng và xinh đẹp, một nữ MC quốc dân của chúng ta đấy ạ. Cô chính là tác giả của cuốn Tôi đã trở thành MC như thế nào, của nữ tác giả MC Mỹ Vân. Và câu chuyện vừa rồi khiến cho mình rất là xúc động, mình cũng cảm thấy tủi thân ấy, tổn thương khi mà nghe cái lời nhận xét đó. Tuy nhiên, đọc những phần sau, những hành trình mà cô kể, và bây giờ hiện thực, cô rất là thần thái, rất xinh đẹp và nổi tiếng hơn 20 năm nay rồi, thì mình rút ra được một bài học: hãy kiên trì với ước mơ của mình và luôn có những phép màu xảy đến để giúp cho bạn thực hiện hóa những ước mơ. Chỉ cần bạn có niềm tin, có đam mê và chăm chỉ với đam mê của mình. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào? Hay bạn có nhận được cảm hứng từ đây? Hãy để lại comment cho mình cùng biết nhé. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi.